ngày 16 tháng 9, kính thánh Cornelio và thánh Cipriano tự đạo. Vào giữa thế kỷ thứ 3, giáo hội vẫn còn bị đàn áp. Cuộc bắt hại tàn khốc của hoàng đế Decio đã cướp đi sinh mạng của thánh giáo hoàng Fabiano. Giáo hội phải chống ngôi giáo hoàng gần một năm. Vào năm 251, người ta đã bầu một linh mục thánh thiện của thành Roma là Cornelio lên làm giáo hoàng. Cornelio chấp nhận vì ngài yêu mến Chúa Kitô. Ngài sẽ phục vụ giáo hội với cương vị giáo hoàng ngay cả khi phải mất mạng sống mình vì nhiệm vụ. Đó là lý do thánh giáo hoàng Cornelio được cả thế giới ngưỡng mộ. Các giám mục phi châu đặc biệt tuyên xưng lòng trung thành và yêu mến đối với đức giáo hoàng. Giám mục Cipriano, giáo phận Cartago, đã gửi cho đức giáo hoàng những lá thư an ủi và khích lệ. Cipriano được ơn trở lại Kitô giáo lúc 25 tuổi. Ngài rất ngạc nhiên khi thấy các Kitô hữu thành Cartago tuyên khấn giữ đức trinh khiết trọn đời ngay trước lúc ngài chịu pháp thanh tẩy. Cuối cùng, Cipriano thụ phong linh mục vào năm 248. Ngài được tấn phong làm giám mục. Giám mục Cipriano hết lòng khích lệ và nâng đỡ đức giáo hoàng Cornelio. Các tác phẩm của thánh nhân minh chứng tình yêu mà các Kitô hữu đã dành cho toàn thể giáo hội. Tình yêu này không chỉ dành riêng cho một mình giáo hoàng mà còn cho cả giáo phận và các giáo xứ địa phương. Cipriano viết một tác phẩm sâu xa bàn về tính duy nhất của giáo hội. Tác phẩm này vẫn còn là một chủ đề quan trọng đối với mọi thời đại, kể cả thời đại của chúng ta. Thánh giáo hoàng Cornelio qua đời đang lúc bị lưu đày tại hải cảng Roma vào tháng 9 năm 253. Vì phải chịu đau khổ rất nhiều với tư cách là giáo hoàng, Cornelio được mọi người xem như là thánh tự đạo. Thánh Cipriano qua đời 5 năm sau đó, trong thời bắt hại của hoàng đế Valeriano. Thánh nhân bị xử trảm tại thành Cartago ngày 14 tháng 9 năm 258. Việc thánh Cornelio và thánh Cipriano chia sẻ chung một ngày lễ nhắc nhở chúng ta về tính duy nhất mà giáo hội luôn luôn vui hưởng. Tính duy nhất này là dấu chỉ sự hiện diện của Đức Giêsu, vị thủ lãnh giáo hội. Chúng ta hãy nài xin hai thánh Cornelio và thánh Cipriano giúp chúng ta tăng trưởng lòng yêu mến đối với giáo hội, với Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân khắp nơi trên hoàng vũ. Các đấng có thể giúp chúng ta sống trung thực với niềm tin công giáo của mình, ngay cả trong những nghịch cảnh của cuộc sống.